Fan đấu tranh đòi lại công bằng cho Thơ Nguyễn, kêu gọi 1 tỷ bạn để đánh sập VTV. Suốt những ngày gần đây, Thơ Nguyễn trở thành tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội theo một cách không mong muốn. Nữ YouTuber bị ném đá vì đăng clip giả búp bê Kuma Thông lên TikTok 900.000 lượt follow. Vụ việc khiến Thơ Nguyễn bị mời lên làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương và Nghiệp vụ Công an tỉnh. Dân tình cũng mỉa mai không ngớt trước sự việc của nữ YouTuber. Sau màn cà khịa đỉnh cao nhất phải kể tới bản tin của VTV có đoạn "Em không là nàng thơ, em chỉ là YouTuber kiêm TikToker, kiêm suýt thành luật sư". Thế nên lời xin lỗi này của Thơ Nguyễn chỉ càng như đổ thêm dầu vào lửa. Khiến cho sự phẫn nộ của cộng đồng mạng tăng cao, giống như lời bài hát "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi được chưa". Mới đây nhất, Thơ Nguyễn đã có động thái mới nhất sau biến cố. Cô đăng tải lên YouTube một đoạn clip dài 7 phút với tiêu đề "Tạm biệt", chia sẻ về việc dừng hoạt động kiếm tiền và ẩn những video trên kênh. Hàng loạt những thông tin bất lợi cho Thơ Nguyễn đã khiến cho các fan nhí của cô nàng đứng ngồi không yên, và kết quả là mạng xã hội vừa xuất hiện các group bài đăng kêu gọi bảo vệ chị Thơ Nguyễn. Hầu hết các tài khoản này đều là những em nhỏ bức xúc vì cộng đồng mạng đã đối xử bất công với chị Thơ Nguyễn. Nguyên văn bài chia sẻ trong group như sau: "Các bạn ơi, ra đây mà xem, cộng đồng mạng và mấy phụ huynh đã đá chén cơm của chị. Tất cả nguồn thu nhập đã bị mất khiến cho chị đau buồn, giờ còn buồn hơn. Thực sự thì Thơ Nguyễn là cả một tuổi thơ của mình. Mình đã theo dõi chị từ những video đầu tiên. Video của chị chỉ muốn các em nhỏ vui. Vậy mà giờ đây đã quá sức tưởng tượng. Đây có thể là hành động hơi chủ quan của chị, nhưng mà đâu chỉ vì một video mà đạp đổ tất cả công sức của chị. Cộng đồng mạng đã quá khắt khe với chị, thương chị thật sự. Mọi người hãy chia sẻ và mời các fan của chị vào group để bảo vệ chị. Mong chị sẽ sớm vượt qua cú sốc này", một bài chia sẻ trong group fan của Thơ Nguyễn. Ở dưới những bài đăng này, rất nhiều comment ủng hộ tỏ ra thương cảm cho idol của mình. Thậm chí hễ có bình luận trái chiều, ngay lập tức sẽ bị hàng loạt tài khoản nhảy vào tổng sỉ vả không ngớt. Các Facebooker trẻ tuổi này còn buông những lời không mấy hay ho. Nếu phụ huynh, giáo viên nghe được, chắc chắn sẽ phải sửng sốt. Chưa dừng lại tại đó, có group fan của Thơ Nguyễn còn kêu gọi 1 tỷ người để đánh sập VTV. Có lẽ fan của nữ YouTuber này vẫn cay cú vì màn cà khịa đỉnh cao của nhà đài. "Mình cần 1 tỷ bạn cùng mình đánh sập VTV nha, chứ nó rác lắm rồi", nguyên văn bài đăng trong group. Cách viết đúng kiểu tin cót cùng ý tưởng dở hơi này khiến dân tình cười không ngớt. Nhiều người nhận định đây chỉ có thể là các em nhỏ còn trẻ nên chưa trải sự đời. Sau khi biết sự xuất hiện của những bài viết vào group này, đa phần dân mạng đều tỏ ra ngán ngẩm. Tuy nhiên, không ít người lại đặt nghi vấn liệu đây có phải là âm mưu của một số kẻ tạo group dụ dỗ fan tham gia vào rồi một thời gian sau lại đổi tên rao bán như những gì đã từng xảy ra với group anti Hương Giang, anti Hải Tú. Tuy chưa thể khẳng định, nhưng sự việc này đang khiến mọi chuyện đi xa, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Thơ Nguyễn của một bộ phận các bạn trẻ bốc đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.